Hello, chào mừng các bạn đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, trong anime có hàng ngàn hàng vạn các nhân vật mang trong mình những khả năng, năng lực khác nhau. Tuy họ được đặt trong những hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, nhưng mà hôm nay thì hãy cùng mình chỉ ra một bảng xếp hạng sức mạnh của các nhân vật chính trong anime nhé. Qua đó sẽ phân tích và tìm hiểu rõ hơn về cả tính cách lẫn sức mạnh của họ. Và không làm phần thêm nữa, hãy cùng mình đến ngay với video Top 10 nhân vật chính được coi là kẻ mạnh nhất trong thế giới anime. Và đây sẽ là một video được mình đầu tư để phân tích một cách chất lượng nhất về 10 cái tên có số có má này. Vì vậy, nội dung là khá dài nên mình sẽ chia thành 2 video. Hãy cùng like, share video này thật mạnh tay để tiếp sức cho mình ra mắt phần tiếp theo nhé! Vị trí số 10, Tania von Degerechaff. Tania xuất phát là một người làm công ăn lương tại Nhật Bản. Sau khi sa thải một kẻ bất tài, anh ta bị chính kẻ đó sát hại bằng cách đẩy anh xuống đường dây xe lửa. Cái chết dẫn đến việc anh gặp một thực thể mang tên Being X, kẻ tự nhận mình là thần. Vì anh dám bật lại hắn, X đã cho anh tái sinh ở một thế giới đang trong thời kỳ chiến tranh dưới hình dạng một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng tên là Tania von Degerechaff. Từ đó anh có một niềm thù hận sâu sắc với thực thể tự xưng là thần đó. Tuy ở trong một vóc dáng nhỏ bé nhưng cô có thể tăng cường thể chất thông qua phép thuật. Điều này cho phép cô tham gia vào các trận chiến và sử dụng súng như bao người lính khác. Trong các trận chiến, cô có khả năng bay nhảy một cách tự do, cho phép tránh phép thuật khiến quân địch khiếp đảm. Chiến thuật chính của cô là tập trung vượt qua các đối thủ, thu hút họ và kết thúc bằng các phép thuật mạnh mẽ. Bằng cách sử dụng Elenium Type 95 và kích hoạt ma thuật cầu nguyện trở thành X, đôi mắt của cô ấy biến thành màu vàng, khiến thể chất và tinh thần của cô vượt trên khả năng của một con người bình thường. Hơn thế nữa, khi cô ấy tăng độ chính xác và dự đoán trong lần nổ súng, có thể tạo ra phép thuật nổ, phá hủy một vùng rộng lớn. Tuy nhiên, nó sẽ khiến cô chịu ảnh hưởng về tinh thần sau khi sử dụng. Ngoài các khả năng về sức mạnh, Tania còn sở hữu bộ não chiến thuật, có khả năng phân tích, đưa ra kế hoạch và chiến lược. Tuy nhiên, vì sự nghiêm khắc của cô nên cô bị coi là ác quỷ trong con mắt của đồng đội lẫn kẻ thù khi mà cô chiến đấu. Ngoài ra, cô cũng không ngần ngại sử dụng vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương của mình để thao túng kẻ khác. Trong Isekai Quartet, Tania cũng có khả năng chống lại ma pháp ngưng động thời gian của Ice. Vị trí số 9, Shiba Tatsuya. Điều đầu tiên khi nói đến thanh niên Shiba Tatsuya là tên này có lẽ, chắc chắn là 100% là một tên Siscon chính hiệu. Tatsuya sở hữu vẻ ngoài thuộc top lạnh lùng và sắc cạnh nhất trong thế giới anime. Điều này một phần là do thủ tục ma thuật tùy chỉnh cực kỳ cao cấp mà anh ta bất đắc dĩ phải chịu đựng khi còn trẻ tuổi. Tatsuya không có khả năng cảm nhận bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào như sợ hãi, tuyệt vọng, ghen tị, thù hận, ghê tởm, ham muốn, lười biếng và cả tình yêu, ngoại trừ một người duy nhất mà ai cũng biết. Đối với Tatsuya, người mà ngay cả cái chết của anh ta cũng không thể gây ra nỗi sợ hãi thực sự. Chính xác hơn, anh ta đã bị tước mất một cảm xúc như vậy. Nỗi sợ mất Miyuki càng được khuếch đại hơn vì không còn nỗi sợ nào khác để làm dịu đi nỗi sợ đó. Thêm vào những trải nghiệm tàn khốc được tích lũy trong suốt những năm tháng đào tạo như một vũ khí sống, người ta có thể nói rằng điểm mềm duy nhất còn lại trong tính cách của anh sẽ là tình yêu anh nuôi dưỡng cho em gái mình. Tatsuya cảm thấy không có vấn đề gì với sự thể hiện tình cảm định kỳ và khá trắng trợn của anh ta đối với em gái của mình, mặc dù cô cũng hành động tương tự. Ngoài ra, Tatsuya không thờ ơ đến mức xứng đáng với cái mác vô cảm vì anh ta tốt bụng và quan tâm đến bạn bè, thậm chí còn trêu chọc họ. Về kỹ năng của Tatsuya, đầu tiên phải kể đến Magic Limiter Bleach. Do cam kết ma thuật MI, Miyuki được tạo ra như giới hạn và là chìa khóa của Tatsuya. Phép thuật này giới hạn hoạt động tinh thần của Tatsuya và ngăn cản anh sử dụng hết khả năng của mình. Khi bộ giới hạn được giải phóng, những Saiyan được giải phóng thậm chí có thể nhìn thấy được bao quanh trong một thời gian ngắn. Anh thường sử dụng một CAD chuyên dụng dựa trên Silver Series Silver Horn nòng dài. Tatsuya đã sử dụng CAD này để tạo ra ma thuật có độ chính xác cao, phân hủy các lỗ có kích cỡ kim ngắm vào dây thần kinh và mạch máu của đối thủ để vô hiệu hóa và gây đau đớn dữ dội. Nó được tùy chỉnh đặc biệt để kích hoạt 3 phép thuật liên tiếp thành một chuỗi ma thuật. Ngoài ra, CAD này có các hộp đạn để có thể hoán đổi cho nhau và được nạp sẵn các phép thuật khác nhau. Một CAD khác có tên là Third Eye cũng được anh sử dụng. Đó là một khẩu súng trường cỡ nòng lớn được thiết kế dành riêng cho Tatsuya để sử dụng với ma thuật phân dã cấp chiến lược, bùng cháy vật chất. Với CAD này kết hợp tăng cường tầm nhìn nguyên tố của riêng mình, Tatsuya đã có thể bắn một giọt nước 50mg, tương đương 1/20ml
từ khoảng cách 80 km và cột cờ của một con tàu cách xa hàng trăm km. Vị trí số 8, Shiki Ryogi. Ryogi Shiki là nhân vật chính trong Kara no Kyokai. Gia tộc của Shiki, nhà Ryogi, là thành viên của tổ chức trừ ma. Kỹ năng đặc biệt của họ có liên quan đến việc tạo ra hai nhân cách riêng biệt trong chính bản thân họ. Trong khi nhân cách nữ Shiki không còn cảm thấy nhân cách nam Shiki sau khi tỉnh lại từ một cơn hôn mê. Cô thể hiện tính cách lạnh lùng, thô lỗ, vô tình và tàn nhẫn, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng đôi khi cô lại phản ứng một cách nữ tính đáng kinh ngạc. Ngoài ra, Shiki thực sự sở hữu một nhân cách thứ ba. Ryogi Shiki là ý chí của cơ thể, thể hiện như một tính cách của riêng mình và nó kết nối trực tiếp đến căn nguyên. Trong trận đấu, Shiki được mô tả là loại hình tốc độ kết hợp với cả đôi trực tử mà nhãn của Tono Shiki, cũng như là kỹ năng, kỹ thuật của Nanaya Shiki. Với sự di động cao cho thấy không có cơ hội nào để đối phương công kích hay phòng thủ. Cô đã có thể dễ dàng đánh bại nhóm thanh niên đuổi bắt Angel Tome trong vòng xoắn mâu thuẫn và có thể đánh không nghiêm túc với 4 người đàn ông cùng một lúc ở điều tra sát nhân. Shiki sở hữu khả năng thể chất cao, tăng cường khả năng di chuyển của cô trong chiến đấu. Dường như cô đã được huấn luyện để chịu đựng đau đớn, vì cô đã không dừng cuộc tấn công phủ đầu chống lại Fujino khi mà cánh tay của cô bị xoắn ở không trung. Cánh tay này sau đó được thay bằng một chi giả tạo bởi Choco. Cô cũng có thể kẻ theo tử tuyến bằng ngón tay, miễn là đối tượng đối lập không phải là vật chất trong tự nhiên, có thể cắt xuyên qua các kết giới của Araya Shouren một cách dễ dàng. Cô không phải là một kẻ chiến đấu bằng dao, mà là một kiếm sĩ. Và trong khi cô chỉ có thể tấn công trong vòng 3 mét với một con dao, cô ấy tăng gấp 3 lần đến 9 mét với một thanh Takana. Ngoài ra, với trực tử ma nhãn, cô ấy có thể thấy tử tuyến của đối phương và có tác dụng như cả tuyến và điểm như Tonoshiki thấy. Một nhát cắt dọc theo bất cứ tử tuyến nào cũng sẽ chia đôi mục tiêu, bất kể độ bén của dụng cụ cắt được sử dụng, và một số tử tuyến nhất định sẽ dẫn đến cái chết tức thì sau mục tiêu. Khả năng của cô ấy mở rộng để cắt những thứ không có sự tồn tại vật lý, như là biểu hiện sức mạnh siêu năng lực của Asagami Fujino. Kỹ năng vượt trội nhất mà Shiki sở hữu là kết nối đến căn nguyên. Nhân cách thứ ba của cô được sinh ra từ cơ thể, có thể nói là kết nối trực tiếp từ căn nguyên. Trong khi Shiki có thể nhìn thấy căn nguyên với trực tử ma nhãn, thì Ryogi Shiki còn hơn thế nữa, kết nối đến nơi bắt đầu của mọi nhân, quả, mọi thứ và không có gì tồn tại. Cô tuyên bố khả năng làm bất cứ thứ gì mà cô muốn, vì kết nối tới căn nguyên khiến cho cô tồn tại tương đối. Cô ấy cơ cấu lại quy luật cấu thành vật chất nguyên tử, đi ngược thời gian để thay đổi sự tuyển hóa và sự phát triển của mọi sự sống, và việc hoàn thành việc tái thiết lập trật tự và phép tắc của thế giới khá dễ dàng đối với cô. Nó không thực sự thay đổi thế giới hiện tại, mà thay vào đó nó hủy diệt cái cũ với một thực tại mới. Số 7. Meliodas. Meliodas là một tội đồ trước đây của Thất Đại Tội, xuất hiện dưới ngoại hình của một đứa trẻ. Meliodas thực sự lớn hơn so với ngoại hình nhiều, hơn 3.000 năm tuổi. Nổi bật nơi nhân cách của Meliodas là sự thẳng thắn, một ý thức mạnh mẽ về công lý và sẵn sàng giúp đỡ mọi người đau khổ. Ngay cả khi bị thương nặng cũng không biểu hiện ra sự yếu đuối và vẫn mạnh mẽ trước mặt những người bạn của mình. Mặc dù danh hiệu của anh là Sin of Wrath, tội lỗi của phẫn nộ, nhưng anh vẫn duy trì là một người rất bình tĩnh. Tuy nhiên, nếu đồng đội hoặc bạn bè của anh bị tổn hại trong bất kỳ cách nào, anh ta được chứng kiến là có khả năng cực kỳ dữ dội. Và một điều không thể không nhắc đến về Meliodas là thường tận dụng sự ngây thơ của Elizabeth mà sờ mó cô trước mặt mọi người và ngay cả trước mặt cha cô. Kỹ năng chiến đấu của Meliodas và sức mạnh của anh được liệt kê vào hàng huyền thoại. Anh là người lãnh đạo của thập giới và được coi là người mạnh thứ hai chỉ đứng sau Ma Thần Vương. Về kỹ năng không thể không nhắc đến Full Counter, cho phép Meliodas phản lại tất cả các đòn đánh phép thuật nhắm vào mình. Với sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với bản gốc, nhược điểm của kỹ năng này là khiến cho Meliodas rơi vào thế bị động không thể tự tấn công đối thủ được. Kỹ năng này còn cần phải canh chuẩn xác thời gian ra đòn của đối phương mới phát huy được tác dụng tối đa của nó. Và đối với các đòn vật lý thì sẽ vô dụng. Tiếp theo là lửa địa ngục, Hellfire.
là một kỹ năng bí ẩn của Meliodas cho phép anh ta tạo ra hắc hỏa. Những hắc hỏa này có khả năng vô hiệu hóa khả năng phục hồi của những kẻ bất tử. Điều này đã được chứng minh khi Meliodas dùng lửa địa ngục để gây ra một vết sẹo trên cằm của thanh niên ban bất tử. Chế độ tấn công Assault Mode. Meliodas đã đạt được trạng thái này khi giải phóng sức mạnh ma tộc, cho phép anh ta sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Nhược điểm của nó là tạm thời lấy đi mọi cảm xúc của Meliodas, khiến anh ta trở lại như trước khi phản bội ma tộc. Kỹ năng Kamichigiri. Chỉ bằng một lần vung kiếm, Meliodas có thể chém đối phương 1000 lần ngay trong tức khắc. Kỹ năng Chilling Dark. Meliodas sẽ tung ra một loạt những quả cầu bóng tối, tấn công đối thủ với độ sát thương gây ra vô cùng khủng khiếp. Về cấp độ sức mạnh của Meliodas tăng theo từng giai đoạn khi mà câu chuyện tiến triển và được tăng thêm bất cứ khi nào mà anh ta sử dụng sức mạnh ma thần vương của mình. Sử dụng Lost Veil. Meliodas có thể tạo ra một bản sao với cấp độ sức mạnh tối đa bằng một nửa cấp độ sức mạnh của chính mình. Tạo ra nhiều bản sao sẽ khiến sức mạnh đó được phân bổ đều giữa chúng. Cấp độ sức mạnh của Meliodas khi bắt đầu bộ truyện, sau khi bị Merlin lấy phần lớn sức mạnh như sau. Trong trạng thái bình thường, toàn bộ sức mạnh của Meliodas là 3370, trong đó bao gồm ma lực 400, sức mạnh 960, hồn lực 2010. Khi kích hoạt sức mạnh của Ma Thần Vương, toàn bộ sức mạnh của Meliodas là 4400. Khi nổi giận, toàn bộ sức mạnh của Meliodas sẽ là 10300. Sau khi hồi phục sức mạnh trong trạng thái bình thường, toàn bộ sức mạnh của Meliodas là 32500, trong đó ma lực là 2700, lực mạnh 960, hồn lực 2100. Khi kích hoạt sức mạnh của Ma Thần Vương, toàn bộ sức mạnh của Meliodas là 56000, trong đó gồm ma lực 3000, sức mạnh 50000, hồn lực 3000. Sau khi hồi sinh, cấp độ sức mạnh của Meliodas như sau. Trong trạng thái bình thường, toàn bộ sức mạnh của Meliodas là 60000. Trong chế độ tấn công, toàn bộ sức mạnh của Meliodas lên đến 142000. Vị trí số 6, Ichiro Inuyashiki. Ichiro ban đầu là một người đàn ông lớn tuổi, sau đó bị chẩn đoán là mắc căn bệnh ung thư dạ dày. Không có ai xung quanh để chia sẻ, ông chạy ra ngoài công viên để khóc. Và trùng hợp, lúc đó có một UFO tấn công trái đất tại đó. Do không muốn giết chết bất cứ ai, người ngoài hành tinh chuyển Ichiro sang một cơ thể mới, đó là một robot. Vì giờ đây đã ở trong hình dạng của một robot, nên anh có mọi khả năng vượt trội. Bộ não robot mới của anh ta hoạt động giống như một siêu máy tính. Anh ta có thể sử dụng các chương trình được xây dựng như giả lập người ngoài hành tinh và hệ thống chiến đấu, hack người ngoài hành tinh hoặc sử dụng công nghệ của con người như hệ điều hành của điện thoại di động, duyệt internet, xem TV và radio, v.v. Anh ta còn có một mức độ sức mạnh siêu phàm, có thể dễ dàng đánh bại mọi người trong trận chiến tay đôi. Cơ thể người máy của anh ta không bị tổn thương trước bất kỳ loại thiệt hại bên ngoài nào được thực hiện bằng cách đâm hoặc nổ, thậm chí là cả vũ khí ngoài hành tinh của chính anh ta. Đáng kể nhất có lẽ chính là hệ thống vũ khí mà chị Iro sở hữu. Hệ thống vũ khí 1, Telekinetic Shot. Anh ta có thể bắn các phát điện từ chính mình hoặc bất cứ thiết bị điện tử nào. Những cú đánh không cần đạn dược là vô hạn và có thể đạt được bất kỳ khoảng cách nào với độ chính xác tuyệt đối. Hệ thống vũ khí 2, Aim Cannon, súng thần công. Vũ khí mạnh thứ hai của anh ta là súng thần công. Mỗi cánh tay có một khẩu súng pháo có khả năng sát thương đáng kinh ngạc. Nó có thể phá hủy hoàn toàn một đống kim loại ép khổng lồ, tạo ra một miệng hố bụi bặm dưới đất. Hệ thống vũ khí 3, Multi-Target Laser, laser đa mục tiêu. Vũ khí được sử dụng nhiều nhất của anh. Anh ta có nhiều súng laser nhỏ quanh người, một số ở vai và cánh tay. Những tia laser này bán ra những chùm tia trắng với cường độ, số lượng và tốc độ thay đổi, nhưng với độ chính xác rất cao. Chúng mạnh đến mức chúng có khả năng phá hủy hoàn toàn một khu vực rộng lớn. Cũng chính xác đến mức chúng có thể cắt qua hệ thống thần kinh của con người trong cuộc sống mà không bị thương nặng bên ngoài, khiến mục tiêu bị tê liệt và không ảnh hưởng gì đến các chức năng khác của cơ thể. Hệ thống vũ khí 4, Self-Destruction, tự hủy. Vũ khí mạnh nhất của mình, anh ta có thể tự kích nổ trong một vụ nổ lớn, có thể nhìn thấy từ không gian đến bề mặt trái đất. Cuối cùng là Weapon System, Ultimate. Bất cứ khi nào mà anh ta bất tỉnh trong trận chiến hoặc có nhu cầu lớn,
hệ thống vũ khí của anh ta sẽ bắt đầu tự động auto mode bảo vệ sự sống, thậm chí là cả mạng sống của kẻ thù của anh ta. Ngoài ra, anh có khả năng bay thông qua hệ thống phản lực ở đằng sau lưng. Trên đây là top 10 nhân vật chính được coi là kẻ mạnh nhất trong thế giới anime phần 1 mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt phần 2 nhé. Thêm vào đấy nữa, nếu thấy hay, đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!